Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt Qua Những Giới Hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Cải cách quan niệm của nhà nước về doanh nghiệp nhà nước. Trả lời phóng viên VTV1 ngày 15 tháng 10 năm 2011. Hỏi: mới đây có trường hợp của EVN Telecom, chính phủ thì có ý định cổ phần hóa, còn trong xã hội có rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận đơn vị đang ở trong tình trạng phá sản này. Câu chuyện này phải chăng cho thấy hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả của doanh nghiệp quốc doanh, khả năng quản lý của nó không thể so sánh được với doanh nghiệp tư nhân? Trả lời: đây là một thú chơi tay trái của EVN và đương nhiên là họ thua. Vấn đề đáng bàn là đã có một thời kỳ chúng ta mở rộng các tập đoàn. Muốn mở rộng quy mô các tập đoàn thì phải mở rộng kinh doanh của họ, tức là đa ngành nghề, và chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại bởi vì chúng ta kinh doanh bằng tay trái và bây giờ chúng ta phải trả giá. Cho nên chúng ta phải tước bỏ bớt những hoạt động không chuyên nghiệp của các tập đoàn kinh tế. Đấy cũng chỉ là một khía cạnh. Vấn đề doanh nghiệp nhà nước là vấn đề nghiên cứu tính hiệu quả. Phải nói rằng không có một doanh nghiệp nhà nước nào trên đời này tính hiệu quả cao hơn khu vực tư nhân. Tôi không nói ở Việt Nam, tôi nói ở trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc tư nhân hóa những xí nghiệp nhà nước không có hiệu quả ấy là vấn đề cũng cần phải tranh cãi. Tôi lấy ví dụ, ngành đường sắt của Anh, nó là một loại xí nghiệp nhà nước không có hiệu quả. Sau đó người ta tư nhân hóa thì nó lại dẫn đến tình trạng tai nạn liên tục. Và người ta lại phải nghĩ đến động thái là đưa nó trở lại khu vực nhà nước như cũ để khắc phục mặt tiêu cực là gây tai nạn. Đấy là một ví dụ. Cho nên việc cải cách doanh nghiệp nhà nước hiện nay của chúng ta, tôi nghĩ là quan niệm không rõ ràng. Cái thứ nhất là phải làm thế nào để cho nó có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là kết quả trực tiếp của quản trị, mà các tiêu chí của quản trị kinh doanh lệ thuộc vào ý chí của người sở hữu. Ý chí của nhà nước là đối tượng chủ của các doanh nghiệp nhà nước, đôi khi không rõ ràng đối với các doanh nghiệp của mình, nhầm lẫn giữa vai trò chính trị, xã hội của một doanh nghiệp với vai trò kinh doanh của nó. Có một thời kỳ sau đổi mới, chúng ta làm bắt đầu đúng, tức là chúng ta có việc giao vốn, có việc hạch toán tiền vốn, cho nên có một giai đoạn chúng ta gần tiệm cận đến cái hợp lý. Nhưng sau đó các doanh nghiệp tự động mở rộng vốn không bằng con đường nhà nước, mà bằng các con đường tín dụng hoặc huy động từ các nguồn khác, thì nó làm cho chất lượng sở hữu nhà nước chỉ còn hình thức, vì nhà nước không đủ tiền để cấp vốn. Tôi nghĩ rằng cải cách doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Nó không đơn giản như cái mà chúng ta đang thảo luận. Nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề, bởi vì lãnh đạo một nền kinh tế thì phải làm cho mọi thành phần, mọi khu vực kinh tế đều có hiệu quả, và ngân sách được xây dựng trên cơ sở tính hiệu quả của các khu vực kinh tế. Chúng ta tập trung quá nhiều sự chú ý chính trị trong việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước đến mức chúng ta bỏ lỡ các khu vực khác. Cho nên chúng ta thất thu ngay cả trong khu vực kinh tế cực kỳ quan trọng là đầu tư nước ngoài. Chúng ta bắt đầu lên án, nào là nó chuyển giá, nó khai báo lỗ. Khi chúng ta thất bại trong khu vực kinh tế quốc doanh, chúng ta đi tìm hiệu quả chỗ khác, thì chúng ta thấy mọi chỗ đều có vấn đề. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tư nhân thì chết như ngả dạ. Có những người giải thích là nó chết để sàng lọc. Giải thích ấy không khoa học và sai. Nó không sàng lọc gì, nó chết là chết. Cái sống được có phải là cái lành mạnh hay cái móc ngoặc giỏi, buôn lậu giỏi hay làm giả làm nháy giỏi? Cái sàng lọc ấy là tích cực hay tiêu cực, không biết được. Cho nên tôi nghĩ mọi kết luận về chuyện này là phải rất thận trọng. Cải cách kinh tế vĩ mô, cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề sống còn, buộc phải suy nghĩ một cách thận trọng. Hỏi: ông vừa nói doanh nghiệp nhà nước ở cả trên thế giới thường không thể hiệu quả bằng doanh nghiệp tư nhân. Ở Việt Nam liệu có cách nào để chúng ta tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để mang lại hiệu quả thực sự thay vì phải giao cho tư nhân? Trả lời: không có cách nào cả. Và thế giới đã rút ra kết luận là buộc phải tư nhân hóa. Và do tính nửa vời của nhận thức
mà chúng ta đang ở quá trình gọi là cổ phần hóa. Cổ phần hóa và tư nhân hóa khác nhau như thế nào? Cổ phần hóa tức là nhà nước vẫn giữ một cổ phần khống chế, phần còn lại bán ra bên ngoài để huy động vốn. Huy động vốn tư nhân và tư nhân hóa là hai quá trình hoàn toàn khác nhau. Khi một xí nghiệp đã được tư nhân hóa một cách lành mạnh, thì bộ máy quản trị của nó là được xây dựng khác, trong đó vắng bóng quyền lực hành chính. Và người ta loại bỏ tổng giám đốc một cách dễ dàng khi anh ta kinh doanh không có hiệu quả. Nhưng việc loại bỏ tổng giám đốc một tập đoàn nhà nước và một tập đoàn nhà nước đã được cổ phần hóa là một cuộc đấu tranh chính trị. Thay vì xây dựng một bộ máy thông qua một cuộc đấu tranh chính trị nội bộ, thì thay đổi bằng một cuộc đấu tranh hoàn toàn dân sự. Nó làm cho tốc độ cải cách ở trong một xí nghiệp nhanh hơn. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước chính là thay đổi lại quan niệm về địa vị của nhà nước trong quá trình kinh doanh. Hỏi: vì sao lại không có cách nào để các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả bằng tư nhân? Trả lời: lý do là bệnh quan liêu. Cái khát vọng của người đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước có phải là làm cho doanh nghiệp ấy trở thành một cơ sở kinh tế phát triển mạnh, hay đấy là một bước đệm để tìm kiếm một cương vị cao hơn về mặt chính trị? Động cơ để sống của những quan chức của doanh nghiệp nhà nước khác với động cơ để sống của những người lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân. Động cơ ấy, nó lại chi phối năng lực sáng tạo của các người lãnh đạo các doanh nghiệp. Đấy chỉ là một khía cạnh. Thứ hai, nhân viên, cán bộ trong một doanh nghiệp nhà nước, họ vẫn nghĩ họ là cán bộ. Họ vẫn có các tiêu chuẩn của một cán bộ, đặc biệt vẫn có tâm lý cán bộ. Tâm lý cán bộ và tâm lý doanh nghiệp kinh doanh là hai tâm lý ngược nhau, thậm chí đối lập với nhau. Cho nên xét về mặt tâm lý học thì hai hệ thống ấy nó có những độc lực hoàn toàn khác nhau, và do đó nó phát triển với những tốc độ khác nhau. Thứ ba là sở hữu. Nhà nước bao giờ cũng là người sở hữu một cách quan liêu tất cả các tài sản của mình. Khi tư nhân hóa thì sở hữu không còn chất lượng quan liêu nữa, và người ta đi tìm lợi ích trong các quyền thông qua quyền sở hữu, và nó tạo áp lực một cách thường xuyên và kiên nhẫn lên bộ máy điều hành. Sức ép ấy tạo ra sự hoạt động tích cực hơn của bộ máy điều hành. Hỏi: tại sao chúng ta không có cách nào, không có thiết chế nào, không có chính sách nào để có thể thay đổi sự quan liêu của nhà nước trong sở hữu doanh nghiệp, thay đổi tâm lý tạm bợ của các lãnh đạo tập đoàn nhà nước và thay đổi tâm lý cán bộ? Trả lời: nhà nước mà chăm chú vào các doanh nghiệp của mình thì nhà nước mất địa vị người trọng tài của nền kinh tế. Cho nên mặt tiêu cực của việc có một khu vực nhà nước quá lớn ở chỗ chính phủ vừa là người điều hành các trận bóng, vừa là người đầu tư vào một đội bóng. Vậy làm thế nào mà chính phủ khách quan được trong quá trình điều hành một nền kinh tế? Làm thế nào để xác lập được quy luật cạnh tranh bình đẳng để tạo ra động lực của sự phát triển kinh tế? Một hệ thống doanh nghiệp nhà nước quá lớn không chỉ tạo ra sự tiêu cực trong chính các cơ sở kinh tế của nhà nước, mà còn tạo ra cả tâm lý tiêu cực trong chính bộ máy công quyền. Cho nên, đây là cải cách quan niệm. Tôi đã tham khảo, đã nghiên cứu chuyện này từ rất nhiều năm. Tôi đã từng hỏi những quan chức cỡ phó thủ tướng, thủ tướng ở các nước về câu chuyện này. Họ nói điều hành một nền kinh tế tư nhân sướng hơn, thư giãn hơn, tập trung hơn, và do đó chính phủ bao giờ cũng có điều kiện để kiên quyết và sáng suốt. Toàn bộ cố gắng của chính phủ là chống tờ rớt hóa, tức là chống liên minh đen tối từ sức mạnh kinh tế tạo ra sức ép chính trị đối với chính phủ. Tôi nghĩ rằng nếu không nghiên cứu kỹ, không có một cách nhìn đầy đủ về câu chuyện này thì chúng ta lại thua. Hỏi: tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước có rất nhiều việc để làm khác nhau, như ông nói rất phức tạp. Nhưng theo ông thì điều gì cần làm nhất và trọng yếu nhất? Trả lời: nhà nước phải ý thức được sở hữu của mình là sở hữu vốn. Nhà nước theo tôi không sở hữu doanh nghiệp mà sở hữu vốn. Mọi công ty đều bình đẳng trước nhà nước trong việc tiếp cận đến nguồn vốn. Đối với tôi, tiền bạc, ngân sách, đầu tư công được xem là tiền vốn. Các chủ sở hữu các doanh nghiệp bình đẳng trong việc tiếp cận với nguồn vốn của nhà nước và trở thành nhà thầu đối với nguồn vốn ấy.
nhà nước thể hiện sự ưu tiên đối với các xí nghiệp quốc doanh bằng cách cấp cho nó nhiều nguồn vốn hơn, nhưng không có một sự dính kết tuyệt đối, không có nghĩa vụ phải cấp vốn cho nó sống. Nhà nước có một sức mạnh vô biên, đó là biến tất cả các đầu tư của mình trở thành tiền vốn. Có một giai đoạn chúng ta gần làm được chuyện này, sau đấy chúng ta mải mê kinh doanh và chúng ta nửa vời trong quá trình cổ phần hóa. Quá trình cổ phần hóa các xí nghiệp nhà nước chậm lại một cách đáng kể trong nhiều năm trở lại đây, bởi vì lợi ích mà những người lãnh đạo các doanh nghiệp thu được nó không nằm ở việc cổ phần hóa. Sau khi đã cổ phần hóa thì những người lãnh đạo các xí nghiệp gặp khó khăn nhiều hơn khi đối đầu với việc quản trị thật. Anh vừa đối đầu với sự kiểm soát của chủ sở hữu chủ yếu là nhà nước. Anh vừa chịu sự sát hạch hàng ngày của các cổ đông tham gia, cho nên nó khó hơn. Do đó các vị lãnh đạo các xí nghiệp là không hoan nghênh lắm quá trình cổ phần hóa. Có một thời kỳ do vụ lợi mà người ta nghĩ rằng mình sẽ mua được một số cổ phần rẻ trong đấy. Nhưng cùng với sự phát triển kinh doanh thì cổ phần trong xí nghiệp nó không phải là cái người ta chờ đợi, mà lợi nhuận mới là cái người ta chờ đợi. Mà lợi nhuận ấy mang lại từ quyền lực khác cao hơn cả quyền lực giữ một số cổ phần. Cho nên các tổng giám đốc sau một giai đoạn nào đó, họ có đủ kinh nghiệm để không hoan hỉ với việc cổ phần hóa làm cho quyền lực vốn dĩ tuyệt đối của họ không còn nguyên vẹn nữa. Hỏi: trợ lực lớn nhất ngăn cản việc đưa các doanh nghiệp nhà nước sang sở hữu tư nhân có lẽ là nhà nước sợ mất đi công cụ để làm những nhiệm vụ chính trị, xã hội. Theo ông làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Trả lời: nhà nước buộc phải nắm thật chắc quyền năng của mình bằng tiền vốn thông qua việc cấp hợp đồng cho các doanh nghiệp. Quyền lực của nhà nước vẫn nguyên si, thậm chí tuyệt đối hơn, nhưng với điều kiện nhà nước là một khối thống nhất. Khi cấp vốn thông qua các hợp đồng thì quyền lực của một bộ nào đó có thể tăng lên. Ví dụ như Bộ Tài chính là người chắc chắn sẽ cấp vốn thì quyền lực sẽ tăng lên, nhưng các bộ khác thì quyền lực giảm đi. Do đó đương nhiên là thái độ của các bộ, ngành sẽ rất khác nhau. Cho nên buộc phải đứng ở địa vị của Thủ tướng Chính phủ để xem xét và phán xét chuyện này. Tôi cho rằng cách tốt nhất để Chính phủ và Thủ tướng có những quyền lực tuyệt đối chính là cấp hợp đồng cho các doanh nghiệp, chứ không phải sở hữu các doanh nghiệp. Hỏi: nhưng nhà nước không có nhiều tiền để mỗi khi có việc chính trị xã hội lại bỏ tiền vốn ra để thuê doanh nghiệp làm. Trả lời: Chính phủ không có tiền thì ai có tiền? Không ai có nhiều tiền hơn chính phủ. Các doanh nghiệp cũng bốc lên thế thôi. Chính phủ giao cho các thương quyền thì anh mới có tiền. Nếu không có dự án chính phủ giao thì làm sao anh có thể huy động tiền vốn trên thị trường tài chính? Cho nên không phải chỉ có tiền mà các thương quyền kèm theo nằm trong mục tiêu điều kiện, nằm trong công cụ quan trọng để Thủ tướng Chính phủ điều khiển. Anh có một số tiền anh ứng cho nhà thầu để nó có thể khởi động công việc. Anh cấp cho nó thương quyền để huy động vốn trên thị trường thì nó mới có trái phiếu dự án, nó mới có cổ phiếu dự án. Anh cấp cho nó đủ mọi thứ, đất đai, các phân bổ về quyền sử dụng năng lượng, tài nguyên. Chính phủ nắm trong tay rất nhiều thứ có thể vốn hóa để điều khiển các xí nghiệp nhận việc với mình. Chính phủ không nhất thiết phải có các xí nghiệp của mình. Hỏi: theo ông thì chính phủ không cần thiết phải nắm bất kỳ một xí nghiệp nào trong bất cứ ngành nghề nào. Trả lời: Lockheed Martin là một công ty tư nhân, nhưng nó thầu gần hết các hợp đồng quân sự của chính phủ Hoa Kỳ. Nó không dám động chạm gì đến chính phủ, nó không gây sức ép được với chính phủ. Nếu chỉ có một mình Lockheed Martin thì đến một lúc nào đó nó có thể lên mặt với Tổng thống, nhưng bên cạnh nó có rất nhiều công ty khác nữa. Tóm lại, giải pháp là để cho người ta xây dựng, phát triển những xí nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước, tức là chính phủ không còn chịu trách nhiệm về sự sống còn của một xí nghiệp. Nhưng chính phủ có quyền làm cho nó sống tốt hơn bằng việc trao cho nó các hợp đồng. Như vậy các xí nghiệp buộc phải cạnh tranh với nhau để ký được hợp đồng với chính phủ. Trong mỗi một ngành công nghiệp, có vài ba anh có cùng một kích cỡ hoặc lớn bé hơn nhau một chút, và người đứng đầu chính phủ
là người làm cho kích cỡ ba xí nghiệp ấy giãn ra hoặc co lại. Do đó chính phủ luôn luôn duy trì một số các xí nghiệp có thể đáp ứng các nhu cầu của chính phủ. Điều cần lưu ý là không bao giờ được phép làm chết một xí nghiệp này để xí nghiệp khác sống thì mới duy trì được một cách lành mạnh quy luật cạnh tranh. Hỏi: ông nhận xét thế nào về cách thức hiện nay là nhà nước có những doanh nghiệp lớn ở trong từng ngành nghề, để đến lúc giá cả có vấn đề thì nhà nước sử dụng những doanh nghiệp ấy để bình ổn thị trường? Trả lời: bây giờ người ta lên án chính phủ sử dụng các quyết định hành chính. Trong các quyết định của chính phủ mà mật độ của những quyết định có chất lượng hành chính hoàn toàn càng nhiều lên thì tính chất thị trường của chúng ta sẽ giảm đi. Tính chất thị trường giảm đi trong quan hệ của chính phủ với một số các doanh nghiệp như vậy thì nền kinh tế của chúng ta mất uy tín với các nền kinh tế khác. Tức là họ không có đất để chen chân và chúng ta ít hấp dẫn, cho nên đầu tư nước ngoài mới bị giảm sút. Điều hành một nhà nước chính là điều hành sự hấp dẫn của nhà nước ấy đối với tất cả các nhà nước khác và các thị trường khác. Đấy là nói lý thuyết một cách khái quát, một cách sơ đồ, còn công việc thực tế nó phức tạp hơn. Nói như thế là chỉ nói đại chúng, còn nói một cách nghiên cứu thì buộc phải nghiên cứu kỹ hơn, buộc phải xây dựng một cách chi tiết hơn. Nhưng về mặt tổng thể lý thuyết thì cần phải giải phóng chính phủ chúng ta ra khỏi việc buộc phải quản lý và sở hữu một số xí nghiệp. Cái đấy nó không hề mâu thuẫn với phương châm doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Doanh nghiệp nhà nước không cần phải giữ vai trò chủ đạo, mà nhà nước cũng không cần phải giữ vai trò chủ đạo về mặt kinh doanh. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo bằng các hợp đồng kinh tế mà đất nước cần. Làm được như thế, chúng ta sẽ có các xí nghiệp không ăn trực nhà nước mà trở thành ra những thực thể độc lập. Cải cách doanh nghiệp nhà nước là cải cách quan niệm của chính phủ về doanh nghiệp nhà nước. Tôi cho rằng Thủ tướng phải đủ nhàn hạ trong những chuyện lặt vặt như vậy để nghĩ tới những cân đối lớn hơn. Ví dụ phân bố nguồn lực của xã hội như thế nào cho các khu vực doanh nghiệp khác nhau, mũi nhọn nào giúp nền kinh tế này tăng tốc mà không phải tăng tốc cả nền kinh tế. Nếu tăng tốc cả nền kinh tế thì anh sẽ phát triển nóng, nhưng anh tăng tốc từng khu vực khác nhau, từng ngành công nghiệp khác nhau thì mới xây dựng nổi tính tiên tiến của một nền kinh tế. Tính tiên tiến của một nền kinh tế không đo bằng GDP. Tính tiên tiến của nền kinh tế là đo bằng tỷ lệ tăng trưởng hay địa vị của các ngành công nghiệp khác nhau trong một nền kinh tế. Anh Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.